hôm nay mình sẽ không làm cocktail mà sẽ dẫn các bạn đi mua đồ chơi cho mấy em nhỏ bên này vào mùa Giáng sinh mà gia đình khó khăn á. Thì bây giờ Hào đến một cái nơi gọi là Target, thì Hào sẽ dẫn các bạn vào và mình sẽ mua những đồ chơi nào mà rẻ nhất, mình mua càng nhiều càng tốt. Các bạn ở trên Facebook của Hào đã gom góp tiền thì bây giờ khoảng 500 đô, thì Hào sẽ bù thêm chắc khoảng 600-700 đô để mình có thể mua thật là nhiều đồ chơi, rồi sau đó mình sẽ thả cái chỗ mà họ thu nhận thế này ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua đồ chơi cho các em bé. Làm như thế này để giúp cho những người mà khó khăn hơn mình trong cái mùa dịch này ha.